Xin chào quý khách. Đây là tư liệu của động cơ điện Pama GL 3 pha chuyên xuất khẩu châu Âu. Động cơ này có ưu điểm là hộp cực quay được 360 độ. Bên trái, ở giữa, bên phải. Với động cơ 4 kW, 5 ngựa, 5 HP, tốc độ 1450 vòng 1 phút. Có mã hàng là 112. Tại đây, tâm nỗ đế ngang trục ký hiệu là A bằng 190 mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm nỗ này sang vị trí tâm nỗ này. Tâm nỗ đế dọc trục ký hiệu là B bằng 140 mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm nỗ này sang vị trí tâm nỗ này. Đường kính trục D bằng 28 mm. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 250 mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà mình muốn, ví dụ như tổng chiều dài thân bằng 400 mm, hay là tâm nỗ mặt bích bằng 215 mm. Xin cảm ơn.